Em cái vàng đến xin giống sẹo. Một em cái có khung gọng khá đẹp. Sẹo thì đang là cái khâu vệ sinh. À, em cái vàng bạc má. Ơi, sẹo ngày hôm nay. Cặp này nếu mà ghép được với nhau thì có lẽ là ra cho con cũng sẽ là ok. Em cái này thì có cái bộ khung tốt. Đấy. Cũng khá là khung gọng cũng khá là to. Với một con cái tư. Xem là chúng nó thái độ hôm nay nó như thế nào. Rồi, sẹo. Sẹo hôm nay thì cứ lượn ra lượn vào. Lượn qua lượn lại. Mấy hôm nay nó mưa cho nên là nền đất nó hơi bị bẩn. Thành ra là cọc con cái ở một chỗ thôi cho đỡ bẩn. Sẹo vẫn cứ đang là động tác giả. Làm gì ở đấy? Nên chơi với bạn tí đi. Đây. Quyết định là thả cho cặp đôi này nó được tự do. Dáng sẹo quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đấy. Một con đực giống phải nói là quá đẹp. Cái đây. Mặt đẹp. Dáng đẹp. Bây giờ bắt đầu mới làm quen hít người. Ta chơi cái đây. Cái ra chủ động quấn đực nhưng đực thì chưa quan tâm. Sẹo phải nói là quá là đẹp dài luôn. Xong ra chơi với nó, ra chơi với anh làm gì? À. Quá đẹp dài. Quấn người tuyệt vời luôn. Dạ chó. Sẹo cục thịt. Đứng đây với anh làm gì, lên với bạn gái đi. Cực kỳ quân chủ luôn. Thành liệt sẹo. Thế ở đây với anh thì ra đây. Sát vào đây xem nào. Để quay video nào. Sẹo ơi. Nào. Sát vào để quay video. Hai cái mặt phải cùng ở trên màn hình thì mới được. Ok, cho mặt sẹo ra trước.
Rồi, hít hít người người tìm cái tay. Ok. Rồi. Thế lên gọi bạn gái vào trong nhà đây. Đi, anh dẫn sẹo đi tán gái. Ê. Ừ. Rồi, ok, tán gái đi. Rất thở. Sẹo này phải nói là quân đực gọi là quân đực gọi là quân đực giống cực kỳ xuất sắc luôn. Cái mà chưa đến nước là không quan tâm luôn. Ra hỏi thăm một tí thôi rồi là lượn. Đường ai nấy đi. Ý. Chủ dẫn đi tán gái mà còn không thèm tán. Này, em cái. Chào em. Ừ. Em này thì hơi da thẹn. Ừ. Trời. Muốn ra mà lại không dám ra. Nè. Hơi bị da thẹn. Xẹo. Lên đây. Lên đây tán gái. Đây thì, gái thì. Làm quen với nó trước đi, mai mai kia đến ngày thì đỡ phải làm quen nhiều. Ừ. Ừ. Hay là 2-3 hôm rồi không cần làm quen nữa. À. Cái này thì nó chuyển sang bên này được 2-3 ngày rồi. À, chủ cái chuyển cún sang hơi sớm vì nó lần đầu, chủ thì cũng không có nhiều kinh nghiệm. À, cho nên là cái ngày lấy giống là không có nắm được cái ngày lấy giống. À, cho sang thà cho sang sớm thì còn hơn cho sang muộn. Được cái này chạy đợt này thì có chỗ gửi chó nó rồi. Cho nên là cho sang để ở một tuần cũng được. Quá một tuần thì mới thu thêm cái gọi là phí gửi chó. Nè. Còn giống cọc này thì nó kiểu cái đi nước của nó cũng hơi bị gọi là mỗi qua một kiểu, chứ nó không có cái ổn định về cái ngày. Mỗi con nó một kiểu, có con để ý thì có con đến ngày 17 hay 18 nó mới chịu. Nhưng có những con thì ngày 6 ngày 7 nó đã chịu rồi, kiểu thế. Sẹo đứng đấy làm gì đấy? Ê. Thế tính ra thành ra anh lại đứng ở giữa à? Ra đây xem nào. Đấy. Ở hai đầu nữa nhớ chủ dẫn đi tán gái mà còn không chịu tán. Biết là không làm ăn gì cho nên là không thèm tán. Chân dung thanh niên này rất là thực dụng. Đây là thanh niên này là rất thực dụng. Đấy, đi về này nói thế đi về luôn rồi kìa. Cảnh bạn gái đi. À. Đây đây nào. Bên cạnh bạn gái. Lùi lại đây. Xe ao. Bảo đứng cạnh bạn gái mà không chịu đứng cạnh bạn gái. Đây rồi, ok. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Nó hửng nắng, trời nó hửng nắng một tí cho chúng nó ra, cho nó làm quen với nhau một tí. Em cái thì chưa đến ngày. Có lẽ là phải 2-3 hôm nữa. Nhưng có như thế thì mới biết được là độ gọi là độ nét của sẹo, độ thực dụng của sẹo. Chưa đến ngày thì không có quan tâm. Không làm ăn gì là không quan tâm. Cái ở tầm này là nó bám con đực rồi. Nhưng đực thì không quan tâm đến con cái. Đấy, cho mọi người ngắm sẹo lại lượt cuối. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.
hứng nắng rồi đấy, chắc là ngày mai là hết mưa rồi đấy. Đổi gió này. Ok thôi vào chỗ thôi, chào em.